Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọc Trong cái tầm giá dưới 1 triệu rưỡi để tìm một cái mẫu tai nghe có tính năng chống ồn chủ động ấy Thì thực sự rất là khó, đa số nó chỉ dựa vào cái thiết kế của mình Để tạo ra một cái gọi là chống ồn thụ động mà thôi Tuy nhiên khó không nghĩa là không có Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu bạn một cái mẫu tai nghe mức giá chỉ là 1,3 triệu đồng Tuy nhiên đã có cái tính năng này rồi Và đó là một cái tai nghe đến từ thương hiệu khá nổi tiếng nhá JBL Còn đây, đó Đấy, chính là em JBL T600 BTNC này, Cái tên thực sự rất là dài. Chính thế mà mình sẽ gọi ngắn gọn là T600 mà thôi. Nó có gì thú vị ngoài tính năng chống ồn chủ động thì hãy cùng mình theo dõi trong video ngày hôm nay nhá. Bắt đầu thôi anh à, nghe Nó dưới này cơ. Đấy. Khoan các bạn trước khi đến với những cái phần đánh giá như kiểu chi tiết và chất âm, độ hoàn thiện các thứ vân vân Thì mình sẽ nói các bạn một điều đó chính là để có thể mua được với mức giá là 1,3 triệu ấy Thì các bạn chỉ có thể duy nhất trong một ngày đó chính là ngày 11 tháng 1, Tức là ngày mai ấy, và đêm nay bắt đầu từ 0 giờ nhá Chúng ta có thể mua những cái sale ở trên những cái trang như kiểu Lazada rồi Thì đây sẽ là ngày hội sale có thể gọi là siêu to, siêu khổng lồ họ Sale lớn nhất trong năm Chính thế mà các bạn nếu muốn mua gì ấy, hãy mua ngày trong dịp này nhá và link ấy của em JBL T600 này thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho các bạn để có thể dễ dàng tìm kiếm chứ đỡ phải tự mình đi tìm. Mình là người nói chung là quá dễ dàng luôn. Chính thế link mình sẽ để cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nói chi tiết hơn về những cái tính năng cũng như những cái điều cần phải bàn về em tai nghe JBL T600 này. Nếu về nói về thiết kế thực sự thì em này cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt là một cái mẫu tai nghe dạng on air chính thế mà nó sẽ có những cái cơ bản vậy thôi. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có một số điểm đáng chú ý ở đây cụ thể đó chính là cái thiết kế của nó ấy, có thể gọi là tương đối là nhỏ gọn cũng như là các bạn có thể dễ dàng gập vào với những phần tay nghe như thế này chẳng hạn để tiện cho các bạn như kiểu đi di chuyển hay là đúc vào một cái túi sách nào đó mang đi chứ nó không bị cồng cành như kiểu một số cái mẫu tay nghe khác và thêm một điểm mình thích nữa đó chính là cái phần đấy các bạn thấy không nó có thể dễ dàng tăng kích thước lên và phù hợp dành cho những bạn nào cái sai đầu rất là to đi nhá còn với mình ấy thì mình đeo này Đấy với các bạn thì mình thấy là khá là thoải mái với những cái size như mình Mình thì không bật mắt size Mà bạn nào đầu to quá thì sẽ bật cái này thôi Nhưng cá nhân mình mình cũng nhận ra một số điều Đó chính là nó sẽ có một số điểm nhấn trong thiết kế Ví dụ như ở chữ JBL ở đây Được làm theo kiểu là nó hơi chìm một tí Ước gì cái chữ JBL này mà nó được thêm một cái đèn led nữa Thì sự mắc bê luôn Các bạn nghe nhạc trong tối mà chữ JBL này nó phát sáng Thì gọi là nhập nhè nhập nhòe Ngoài ra em JBL này thì cũng cho các bạn khá là nhiều sự lựa chọn về màu sắc Ví dụ như là màu hồng nam tính hay là màu xanh đại dương hoặc là màu bạc cá tính và cuối cùng là màu đen của Trung Anh đấy với các bản chúng ta sẽ có bốn màu sắc để các bạn lựa chọn nói chung là tùy hợp theo cá tính của mình ví dụ thanh thành sẽ chọn màu hồng xua kèo luôn tổng thể về thiết kế thì em này khá là ổn khi mà chúng ta sẽ có những phím bấm những phím chức năng ở đây và bây giờ thì mình sẽ nói một cái điều đó chính là độ hoàn thiện nhá. Cá nhân mình thấy độ hoàn thiện của em này tốt ở à, từ những cái phím chức năng cho đến những cái phím khớp nối cũng như là khi mình kéo ra kéo vào nó không có hiện tượng như kiểu là rẻ tiền hay là như kiểu khớp của nó bị lệch hay là lỏng lẻo đâu. Với cơ bản thì khả năng hoàn thiện của em này mình thấy rằng tốt ở những phần nhựa cũng như là những phần thiết kế. Tuy nhiên ấy thì có một điều mình không thích đó chính là cái phần da áp tai của em này cũng như là phần như kiểu đệm đỉnh đầu ấy da của nó làm rất là mỏng ấy giả da rồi nhưng mà mình nghĩ rằng cái da này nó có thể mỏng như kiểu là mỏng như màng trinh vậy thậm chí còn hơn cơ nhưng mà nói thế thì hơi quá nhưng mà dù sao ấy thì các bạn cảm nhận vào mới thấy rằng má nó nó mỏng cực kỳ luôn nhưng mà dù sao nếu mà các bạn lỡ chẳng may làm hỏng cái da này ấy, thì cũng may một điều đó chứ là chúng ta có thể thay thế được chứ mình nghĩ rằng nếu bạn nào da mồ hôi tai nhiều hoặc là chúng ta như kiểu là dễ ra mồ hôi ấy, thì các bạn sẽ phải lưu ý cái điều này nhá bởi vì đây là một cái lớp da rất là mỏng Còn nói về cảm giác đeo ấy, thì cá nhân mình thấy đây là một cái tay nghe cho cảm giác đeo thoải mái Bởi vì cái phần viền này nó tì lên tai nó không gây khó chịu cũng như là gây nóng tai quá nhiều Và các bạn có thể nghe trong khoảng tầm là 2-3 tiếng mà vẫn thấy ok Như kiểu để xem phim hoặc để nghe nhạc ấy Thì về cơ bản cảm giác đeo của em này mình ra rằng tốt nó nhẹ vừa phải để đeo lên đầu cũng như là không bị nặng quá đồng thời nó không gây khó chịu cũng như là không gây bí tai trong một thời gian đeo quá là dài cũng như là không gây những kiểu nó hằn lên tai hay nó tỉ lên tai mạnh ấy như kiểu một số mẫu tai nghe khác giá rẻ cái phần đận tai của họ họ làm không tốt cũng như là phần thít của họ, họ, hơi chặt tí thành ra khi mà các bạn nghe vào nó sẽ có một lượng áp tai này hay là vừa nóng mẹ vừa đau tai tiếp theo chính là về phần kết nối thì tiếp một điều đó chính là em này sẽ chỉ có chuẩn ở chỉ bluetooth 4.1 mà thôi chứ không phải là 4.2 hay 5.0 gì đó nhưng mà cá nhân mình nghĩ rằng nhiêu đó cũng là vậy đủ rồi bởi vì xong quá trình dụng như kiểu mình xem phim hay là mình nghe nhạc ấy thì thời gian liên tục khoảng tầm 2 tiếng mình thấy rằng kết nối của nó vẫn ổn định tuy nhiên thì cái việc kết nối của nó nha đôi lúc là cảm thấy nó hơi chậm một tí nhưng mình thấy ra rằng cơ bản đấy là ok với những tính năng cũng như là những độ hoàn thiện của nó mang lại thì chúng ta sẽ phải đánh đổi một số điều rồi Trước khi nói về cái phần đó chính là chất âm của nó ấy, thì mình sẽ nói về cái tính năng chống ồn chủ động nha, tức là ANC thì các bạn sẽ có riêng một cái phím bấm ở đây để kích hoạt tính năng này khi mà chúng ta sử dụng. Và cá nhân mình thấy tính năng này hoạt động nó thực sự là hiệu quả khi mà chúng ta có thể gọi là cách âm rất là tốt với môi trường xung quanh. Chưa kể em này thì nó đã cách âm nhất định khi mà dựa vào cái thiết kế của nó rồi thì thêm cái tính năng này vào nó thực sự là một cái gì đó đẩy lên cao tương đối. Và ngoài ra khi bật cái tính năng này ấy, thì nó cũng sẽ không gây biến dạng âm thanh quá nhiều với các bạn thì các bạn nghe nhạc xem phim vẫn rất là ổn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nói về phần chất âm nhé. Và theo ý kiến cá nhân của mình ấy, thì em JBL T600 BTNC này sẽ là một cái mẫu tai nghe thiên về bass bởi vì bass của nó đập thực sự được của nó các bạn ạ. Dành cho những bạn nào thích nghe thể loại nhạc EDM hay là những loại nhạc mà nó sập sình một tí. Tuy nhiên có một cái hạn chế đó chính là do giải bass nó đập tương đối mạnh thành ra là nó bị lấn sang hai cái giải còn lại Thành ra khi mà chúng ta nghe cảm giác là mid và chép nó chưa thực sự đã, đã, cho lắm Thêm một điều nữa đó chính là khi mà nói đến cái độ chi tiết ấy Thì mình nghĩ rằng em này nó cho chất âm không có độ chi tiết quá là cao Gọi là mức vừa phải thôi Nói chung em tai nghe này thì đúng như những gì JBL họ giới thiệu Một cái mẫu tai nghe thiên về âm bát là cho những âm thanh gọi là true Show là âm thanh trầm sống động ấy và cuối cùng về thời lượng pin ấy thì thú thật với các bạn đó chính là mình chưa bao giờ mình nghe hết pin được em tai nghe này cả bởi vì pin của nó thực sự rất là tốt bởi vì đa phần ấy mình nghe được khoảng tầm một hai tiếng sau thằng sơn thì nó lấy nó nghe hết nhưng mà thằng này thì nó lấy lại cắm sạc đấy thành ra là chưa mình biết là cảm giác hết pin là gì cả nhưng mà theo nhà sản xuất công bố thì em này khi các bạn bật cái tính năng chống ồn chủ động lên nó có thể được 12 tiếng dụng còn nếu mà tắt đi sẽ là 22 tiếng và đó là những gì nhà sản xuất công bố nhá còn thử thực tế mình không thử đâu bạn bởi vì mình không nghe nhạc đến khoảng tầm mười mấy tiếng đâu chắc là thần kinh mất và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về em tai nghe JBL T600 này và thú thật với các bạn, đây là một cái mẫu tai nghe tầm giá dưới 1 triệu rưỡi mà nó cho chất âm bass thực sự tốt cũng như là khả năng chống ổn chủ động có thể gọi là ok. Và khó lòng mà các bạn có thể tìm được một cái mẫu tai nghe là tầm giá dưới 1 triệu rưỡi mà cho cái chất âm cũng như là khả năng chống ổn chủ động tốt như em này. Ngay đến cả cảm giác đeo mình đánh giá cũng rất ok. Và tất nhiên rồi, mình nói lại một lần nữa đó, đó chính là cái mức giá 1 triệu ba thì các bạn sẽ chỉ mua được ở những cái đợt sale cụ thể là ngày 11 tháng 11 sale siêu to siêu khổng lồ của Lazada nhé chứ còn những ngày khác thực sự rất là khó đa số mình tham khảo ấy, nó sẽ khoảng tầm là một triệu rưỡi gì đó và các bạn nghĩ sao về em tai nghe JBL T600 này thì hãy để lại kiếm bên dưới nhé và nhớ nhá các bạn sẽ có mức giá hấp dẫn nhất vào ngày hội siêu to nhất năm của Lazada diễn ra ngày 11 tháng 11 còn chi tiết hơn tất nhiên hãy tham gia bên dưới phần mô tả để các bạn có thể biết được mức giá của nó sẽ được giảm bao nhiêu biết đâu chúng ta up voucher vào mức giá có thể mắc bao nhiêu hơn sao và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nhớ bấm like cũng như là subscribe của kênh Khôi Ngọc nha. Bye bye.